S bot phải là Ben Hinoi. Và dần từ thay em người trong anh ngày nào. Giờ còn lại hứa vô em người em đôi lời chào. Mà những người đi vội, mình làm gì nên thôi. Tại sao lại cánh xa, còn nếu như thế mà để lệ. Quên đi khi một số đang cần thì. Nhìn người mà ra đi anh chẳng biết có điều gì. Mà ngày sau đang buồn, nhìn nhau như cố hương. Tim em ở bóng vương, vì say nên vẫn vương. Em mới có tình, chuyện tình mình còn không may. Em sang nơi này để giặt lại ở bên đây. Bầu trời giờ hẳn yêu, nhìn về nơi đó đây. Ngoài trời tim có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đầy ngập mà quay lưng. Hay là mâm lệ, nhìn người tôi mà dưng dưng. Kia kia là pháo hoa, dẫn ra người đến xem. Họ hăng mừng kết dung, còn thật mình là hết duyên mà. Anh như kẻ lạc người tắm tối đến rừng thông. Nơi các chim nhỏ lạc đàn tìm bên đối đến đường trong. Anh là một con đông đóm, mắt anh sáng để xoay phòng. Gieo cho anh cả một vòng sống, nhưng chẳng chịu đông vương trọng. Vì lúc ấy ta còn trẻ, nên đời bạc và mô sân. Anh chưa học hết lớp 10, người ta gọi là lưu lân. Anh gắn bố với sân sức, và kinh gần đầy hữu tình. Còn người ta cho em áo lửa, hỏi tại sao chẳng phục mình. Tình yêu ơi, bình yên ơi, về đây đi. Về anh ngóng để gió cuốn, đêm nay ai đưa về nhà. Để gió hát vang lên, câu tình ta để lệ. Quen anh khi mùa xuân đã thầm thì. Nhìn người mang ra đi, anh chẳng biết cái điều gì. Mà ngày sao đang vương, nhìn nhau như cố hương. Vì mẹ mơ bỗng vương, vì say nên vẫn vương. Hết rồi cuối cùng, nắng tiếng cũng đã ngã. Quên người nhất định. Tôi bắn thân mình buồn lắm phải không? Giá tràng lớp biển đông, biết người cũng chả trông đưa thương câu chuyện thả. Là sống nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem? Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như tất cả anh từng mơ. Giữ cho bản thân này hoa đá nhưng trái tim chẳng bình thở. Và ba của anh là lính mà anh từng bán kẹo kéo. Anh không cho biết mình khóc sẽ có hương không đáng đổ. Đời người là kiếp lạc du, anh chẳng may làm đứa khác. Nhưng với nhau cả một hành trình giờ có sao chẳng đỡ chắc. Em ôm là đời của em bình yên chẳng một thế như người ta. Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên điều hoa và giờ sẽ tốt. Nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đây. Tình yêu của ai thì có được vui vẻ nhưng mà chẳng ngọt như ở đây. Na 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 na. Không biết là tiếng Anh, did you speak English? Okay, did you like my voice? And did you like my performance tonight? Okay. Em nói tiếng bạn đi ống hiểu nó thì chết đấy không? À, anh có thích giọng hát của em không? À, okay, ha, nói tiếng Việt thì hiểu, còn tiếng Anh thì I don't know, you don't know. anh ở Việt Nam lâu chưa? Bao nhiêu? 10 tháng học về tiếng Anh rồi, bây giờ biết tiếng Việt hơn. Ok, it's okay. Người ta thường nói là nhất dáng nhì da. Khi bạn sở hữu một làn da đẹp, trắng sáng, mịn màng thì bạn sẽ rất là tự tin trong giao tiếp. Vì vậy bạn còn ngại ngần gì nữa mà không nhắn tin cho Facebook Trần Quang Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn sản phẩm làm đẹp bột én mạch giúp bạn có một làn da thật tuyệt vời. Một đơn hàng, hai đơn hàng, ba đơn, bốn đơn, năm đơn, sáu đơn, bảy đơn, tám đơn, chín, mười đơn. Bột én mạch có công dụng trị mụn, vết thâm, giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng khỏe mạnh lại. Và mỗi đêm khi mà đi hát ở bùi viện về, Hùng phải đóng hơn chục ký hàng như thế này để sáng ngày mai khi mà shipper đến có thể giao cho những người bạn đã đặt hàng ở trên toàn quốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đóng gói nha. Và Hùng đóng gói rất là cẩn thận. Sáng ngày mai shipper sẽ đến đây lấy hàng và đi giao cho những người bạn đã đặt hàng ở trên toàn quốc. Yeah. Xài bột yến mạch 80 tuổi vẫn đẹp trai.